Tối ngày 15 tháng 2, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tỉnh Biên, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 57 kg cần sa qua biên giới. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 12 tháng 2, tổ công tác gồm đều biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên chủ trì phối hợp với đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang và đội 1 của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn ấp Tân Biên xã An Nông huyện Tịnh Biên. Qua đó đã phát hiện hai người đàn ông đang giác các bao tải từ hướng Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Khi nhóm người này vượt qua đường biên giới về phía Việt Nam, tổ công tác ám sát và ra tín hiệu yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Phát hiện tổ công tác, một người đã lợi dụng đêm tối chạy thoát thân về phía bên kia biên giới. Một người còn lại đã bị bắt giữ cùng tan giật. Kiểm tra bên trong các bao tải, tổ công tác phát hiện có chứa thảo mộc nghi là cần sa. Tổ công tác đưa toàn bộ người và tan giật về đơn vị để điều tra làm rõ. Qua đấu tranh khai thác, Đối tượng tên là Lê Văn Thanh, sinh năm 1980, ngụ xã An Phú, quyền Thịnh Biên. Đối tượng khai nhận bản thân là người trực tiếp mang giác hai bao tải, bên trong là cần sa khô, có trọng lượng gần 35 kg. Số cần sa này, Thanh được một người đàn ông bên Campuchia thuê vận chuyển với tiền công là 700.000 đồng. Tiếp tục kiểm tra các bao tải của đối tượng bỏ chạy, bên trong là cành hoa, lá, quả thảo mộc nghi là cần sa. Tổ công tác cũng đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối tượng Thanh, niêm phong toàn bộ tang vật, phối hợp lực lượng có liên quan khám nghiệm hiện trường và đưa toàn bộ tang vật đi giám định theo quy định. Kết quả giám định số tang vật trên là cần sa khô có tổng khối lượng là 57 kg. Hiện đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tỉnh biên phối hợp các đơn vị liên quan để củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.